Kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Sóng Âm Thanh. Và hôm nay thì Sóng Âm Thanh đang có mặt ở Flamingo Đại Lải ở Vĩnh Phúc. Và hôm nay sẽ là một buổi trải nghiệm sản phẩm của âm thanh chuyên nghiệp mà một công ty rất là lớn tại Việt Nam nhập khẩu chính hãng về. Các bác có thể là biết những cái sản phẩm ví dụ như DBL Acoustic này, CF Audio, HK hay là PV được Sóng Âm Thanh lên sóng rất nhiều đến với các bác. Đó là chính thức là công ty đầu tư và phát triển SAL Việt Nam nhập khẩu chính thức về Việt Nam. Như các bác có thể biết thì nếu là những cái công ty lớn thì thường họ sẽ có những cái buổi mà trải nghiệm sản phẩm trước khi ra mắt đến với thị trường và khách hàng. Và hôm nay cũng chính là một buổi trải nghiệm. Và phần phía trước mắt các bác đây sẽ là một buổi trải nghiệm sản phẩm Array chuyên nghiệp của DBL Acoustic. Những cái sản phẩm Array này thì Sóng Âm Thanh ngày trước cũng đã lên một số sản phẩm đến với các bác rồi. Và trong thời gian sắp tới đây thì những cái mẫu sản phẩm này, những mẫu sản phẩm mà chúng ta được trải nghiệm ngày hôm nay sẽ được Sóng Âm Thanh cũng lên sóng tiếp tục và gửi đến quý khách hàng. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển vào phía trong và sẽ quay chi tiết ra từng sản phẩm và có thể là giới thiệu qua với các bác về một chút về những cái sản phẩm mới trong buổi trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay. Đó, phía trên sân khấu đây là đang tổ chức rồi. Nhạc nhẽo cũng ra rất là hoành tráng rồi. Ok, bây giờ thì xin mời các bác theo em nhé. Tế tựu đông đủ
Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hy vọng là ngày hôm nay thì Ben Nhạc sẽ mang cho quý vị thật là nhiều những bài hát thật là hay và cũng sẽ nhận được những cái tràng pháo tay của quý vị để Ben Nhạc sẽ có thật là nhiều động lực hơn nữa. Và không biết là sau bài hát vừa rồi. Đây là đến phần của dàn nhạc chơi các bác nhé. Hầu như là tất cả các sự kiện hoặc là những cái gọi là event thì sẽ có cái những cái phần chơi nhạc này. Và một cái set hết một cái ban nhạc này cũng rất là lâu, chứ sẽ không như chúng ta mà chỉ set nhạc của beat hoặc là set nhạc của hát không. Và những cái thiết bị đáp ứng được tổng thể những cái live band này thì cũng khá là phải gọi là cao cấp và được chỉn chu. Ở đây là Flamingo Đại Lải, một không gian rất là lớn. Array chuyên nghiệp của DBL Acoustic thì cũng là phân khúc gọi là thực sự là ngon bổ rẻ. Sơn lượng thì rất là ok. Nghe ở đây quá sướng luôn, khi nào các bác có thể trải nghiệm trực tiếp được thì mới thấy là độ căng của nó sẽ như thế nào. Rất là đã. Hiện tại thì anh em cũng đã lên bia rồi. Có chút bia vào thì sẽ trải nghiệm nhạc còn sướng hơn nhiều. Yeah. Sẽ tham dự một cái như kiểu là một cái hội nghị để anh em có thể nhìn về phía trên kia. Đây là một cái gala vào năm 2020 của công ty đầu tư và phát triển SDL Việt Nam. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là phía trên đấy thì là những cái nhãn hàng mà bên đầu tư và phát triển Việt Nam phân phối. Đấy là DBL Acoustic này. Và sắp tới đây một lúc nữa sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mới của DBL Acoustic Technology. Và cũng như là CF Audio và PBA. Rồi ok. Một lúc nữa thôi thì ngồi vào bàn tiệc và em sẽ chắc là sẽ quay đến lúc mà mọi người sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mới để cho anh em cùng xem nhé. Ở phía trên sân khấu kia là những cái sản phẩm mới được giới thiệu ở trong cái gala ngày hôm nay. Tức là trong cái cuộc chuyến đi này thì DBL Acoustic sẽ cho trải nghiệm không chỉ là những cái dàn sự kiện mà đây là cũng tất cả những sản phẩm mới của DBL nữa. Đồng bộ, tức là chúng ta sẽ thiết kế những sản phẩm đồng bộ về cả cái mặt hình thức bên ngoài. Sếp Linh là một người phát sát triển sản phẩm và anh ấy có một cái mắt nhìn và anh ấy muốn các sản phẩm của anh ấy đưa lên là nó hoàn thiện 100%, nên là sẽ cố gắng hoàn thiện tất cả những cái hình ảnh của sản phẩm là thứ nhất. Thứ
thứ nhất là đồng bộ về thiết kế bên ngoài, và thứ hai là đồng bộ về cái chất âm, về cái chất lượng âm thanh bên trong. Thì anh mang đến một sản phẩm nó thứ nhất là đồng bộ về thiết kế, thứ hai là đồng bộ về chất lượng âm thanh, và thứ ba là thiết kế theo cái phong cách hi-fi, và thứ ba là sẽ tìm đến cái độ sự ổn định và cái sự hoàn thiện của sản phẩm. Và phía trên đây đang giới thiệu một cái series mới sẽ mang tên là DBA Acoustic Technology, để em xem rất là tốt cho đồng bộ lý cũng như một phong cách hi-fi cũng như âm thanh sắc nét, cũng như đỉnh cao để đẩy cái sản phẩm này vào thị trường. Một series sản phẩm rất là cái bộ sản phẩm này chắc chắn là sẽ được chờ đón rất nhiều, có thể nó sẽ là một cái hot trong cái thị trường sắp tới. Sóng âm thanh sẽ mang đến sớm để có thể là mọi người sẽ đi đến chi tiết mang đến các bác sớm nhất. Đây các bác có thể nhìn qua, hiện tại đây là một chiếc quản lý nguồn. Cái bộ sản phẩm này thì có tên là D.